Bây giờ Đức Phật lại bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải là thân tạp thực, chính là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói đó con đều chẳng thấy, con chỉ thấy những thân vô thường, phá hoại, di trần, tạp thực thôi, vì rằng Đức Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy: Này Ca Diếp, ông chớ cho rằng thân của Như Lai hư hoại, không bền như thân phàm phu. Ông nên biết rằng thân Như Lai trong vô lượng ức kiếp luôn bền chắc không hư hoại, không phải thân người, thân trời, không phải thân sợ sệt, chẳng phải thân tạp thực. Thân của Như Lai chẳng phải thân mà là thân, chẳng sanh chẳng diệt, chẳng tập chẳng tu, vô lượng vô biên, không có dấu vết, vô tri vô hình, rốt ráo thanh tịnh, không có lay động, không phải thọ hành, chẳng trụ chẳng làm, không mùi vị không xen tạp, chẳng phải hữu di, chẳng phải nghiệp chẳng phải quả, chẳng phải dời chẳng phải diệt, chẳng phải tâm dương tâm sở, chẳng thể nghĩ bàn, thường chẳng thể nghĩ bàn, không thức rời tâm cũng chẳng rời tâm, tâm đó bình đẳng, không có mà cũng có, không đến đi mà cũng đến đi, chẳng phá hoại chẳng đoạn tuyệt, chẳng sanh diệt, không chủ mà cũng là chủ, chẳng phải hữu vô, chẳng phải giác quán, chẳng danh tự chẳng phải không danh tự, chẳng phải định chẳng phải không định, không thể thấy mà cũng thấy rành rành, không nơi chỗ cũng là nơi chỗ, không tối không sáng, không tịch tịnh mà cũng tịch tịnh, là vô sở hữu, chẳng nhận lấy chẳng ban cho, trong sạch không nhơ, không tranh đua dứt tranh đua, trụ nơi vô trụ, chẳng chấp lấy chẳng xa mắt, chẳng phải pháp chẳng phải phi pháp, chẳng phải phước điền chẳng phải không phước điền, vô tận bất tận, lìa tất cả tận, là rỗng không rời rỗng không, dầu chẳng thường trụ mà cũng thường trụ, chẳng phải niệm niệm diệt, không có cấu trượt, không danh tự rời danh tự, chẳng phải tiếng chẳng phải nói, cũng chẳng phải tu tập chẳng phải cân lượng, chẳng phải nhất dị chẳng phải hình tượng, chẳng phải tướng mạo mà đủ tướng tốt trang nghiêm, chẳng phải giọng mạnh chẳng phải sợ sệt, không tịch chẳng tịch, không nhiệt chẳng nhiệt, không thể xem thấy, không có tướng mạo. Như Lai độ thoát tất cả chúng sanh vì không ai độ thoát cho. Như Lai có thể làm cho chúng sanh được hiểu biết, được giác ngộ vì không ai giác ngộ cho. Như Lai thuyết pháp đúng như thật vì không có hai, chẳng thể nghĩ lường vì không sánh bằng, bình đẳng như hư không chẳng có hình mạo, đồng tánh vô sanh chẳng đoạn chẳng thường, thường hành nhất thừa chúng sanh thấy là ba, chẳng thối chẳng chuyển, dứt tất cả kiết sử, chẳng gây chẳng chạm, chẳng phải tánh mà trụ nơi tánh, chẳng phải hiện chẳng phải tan, chẳng phải dài chẳng phải ngắn, chẳng phải tròn chẳng phải vuông, chẳng phải ngũ ấm lục nhật thập bát giới mà là ấm nhật giới, chẳng phải thêm chẳng phải tổn, chẳng phải hơn chẳng phải thua. Thân của Như Lai thành tựu vô lượng công đức như vậy, không có ai biết không ai chẳng biết, không ai thấy không ai chẳng thấy, chẳng phải hữu di chẳng phải vô di, chẳng phải thời gian chẳng phải không thời gian, chẳng phải làm chẳng phải chẳng làm, chẳng phải nương chẳng phải không nương, chẳng phải tướng đại chẳng phải không tướng đại, chẳng phải nhân chẳng phải chẳng nhân, chẳng phải chúng sanh chẳng phải chẳng chúng sanh, chẳng phải sa môn chẳng phải bà la môn, là sư tử là đại sư tử, chẳng phải thân chẳng phải chẳng thân, chẳng thể tuyên thuyết, trừ một pháp tướng không tính đến được, lúc nhập niết bàn chẳng nhập niết bàn. Pháp thân của Như Lai thảy đều thành tựu vô lượng công đức di diệu như
thanh văn duyên giác biết được. Những công đức như vậy, thành thân của Như Lai chẳng phải thân do tạp thực nuôi lớn. Này Ca Diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, đâu lại có các bệnh hoạn mỏng manh chẳng bền như đồ uống chưa hầm kia ư? Sở dĩ Như Lai thị hiện có sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sanh. Nay ông phải biết, thân Như Lai là thân kim cang. Từ ngày nay, ông phải chuyên tâm suy nghĩ nghĩa ấy, chứ nghĩ là thân tạm thực. Cũng nên vì người mà giảng nói thân Như Lai, tức là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đức Như Lai thành tựu công đức như vậy, sao thân của Như Lai phải có bệnh khổ vô thường phá hoại? Từ ngày nay, con phải thường suy nghĩ, thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là thân an lạc. Con cũng sẽ nói rộng nghĩa ấy cho người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, pháp thân của Như Lai kim cang bất hoại mà con chưa rõ nguyên do thế nào. Phật dạy: Này Ca Diếp, vì nhân duyên hay hộ trì chánh pháp nên được thành tựu thân kim cang này. Này Ca Diếp, do vì ngày trước Như Lai hộ pháp nên nay được thân kim cang thường trụ bất hoại này. Này Ca Diếp, người hộ trì chánh pháp chẳng thọ năm giới, chẳng tu oai nghi, phải cầm vinh khí hộ trì tỳ kheo giữ giới thanh tịnh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu có tỳ kheo rời sự hộ trì ở riêng nơi vắng vẻ, bên gò, dưới cây, thời nên gọi vị này là chân tỳ kheo. Nếu có người theo giữ gìn, phải biết vị này là cư sĩ trọng. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Ông chớ nói là cư sĩ trọng. Nếu có tỳ kheo tùy ở chỗ nào, nuôi thân vừa đủ, đọc tụng kinh điển, tư duy tọa thiền, có ai đến thư hỏi đạo pháp, thời giảng nói phước đức trì giới, bố thí, ít muốn biết đủ. Dầu hay thuyết pháp như vậy mà vẫn không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có độ chúng đại thừa, không hàng phục được kẻ ác phi pháp, tỳ kheo này không có thể đem lợi ích lại cho chính mình và chúng sanh. Phải biết tỳ kheo này lười nhác biến trễ. Dầu hay giữ giới nhịn hạnh thanh tịnh mà không làm được việc gì, nếu có tỳ kheo nuôi thân đầy đủ, giữ gìn cấm giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý chi diệu đại thừa trong chính bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sanh. Sướng lên rằng trong kinh Niết Bàn, Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chứa nuôi tôi tớ trâu bò dê lợn, những vật phi pháp. Nếu có tỳ kheo nào chứa nuôi những vật bất tịnh ấy, thời phải săn trị. Đức Như Lai ở trong bộ kinh khác đã từng nói, có tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp ấy, bị quốc vương cứ pháp trừng trị, bắt phải hưởng tục. Nếu có tỳ kheo lúc tuyên thuyết những lời như trên đây, những kẻ phá giới nghe được rất bán giận, bèn hại vị pháp sư này. Dầu bị giết chết, nhưng vị pháp sư này vẫn được gọi là bực trì giới, lợi mình lợi người. Vì do duyên này nên Như Lai cho phép vua, quan, cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp, phải nên học như vậy. Này Ca Diếp, người phá giới chẳng hộ trì chánh pháp gọi là cư sĩ trọng, chẳng phải người trì giới mang danh từ ấy. Này Ca Diếp, về đời quá khứ đã vô lượng vô biên vô số kiếp, nơi thành Câu Chi Na này có Phật ra đời, hiệu Hoan Hỷ Tăng Ích Như Lai, đủ cả 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn tốt đẹp dầu chui, nhân dân đông đầy ấm no như chư Bồ Tát ở cõi an lạc. Phật Hoan Hỷ Tăng Ích ở đời rất lâu, cơ duyên đã mãn, đã nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Hoan Hỷ Tăng Ích nhập Niết Bàn, chánh pháp còn ở đời vô lượng ức năm, lúc còn lại 40 năm cuối cùng. Bây giờ có một tỳ kheo trì giới hiệu là Giác Đức, có đông đồ chúng. Tỳ kheo Giác Đức hay tuyên thuyết chính bộ kinh, cấm các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi tớ, heo dê, những vật phi pháp.
bây giờ có các tỳ kheo phá giới, oán ghét theo làm hại giác đức. Quốc vương Hữu Đức nghe được việc ấy, vì hộ pháp nên nhà vua liền dội đến đấu chiến với bọn phá giới. Nhờ đó mà pháp sư giác đức khỏi nặng. Nhà vua cả mình bị thương rất nặng. Pháp sư giác đức liền khen vua rằng: lành thay, nay vua thiệt là người hộ pháp. Đời sau, thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy lập rất vui mừng, rồi liền chết sanh về cõi Phật A Súc làm vị đệ tử thứ nhất. Quân lính nhân dân hoặc người theo vua chiến đấu, hoặc tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm Bồ Đề. Sau khi chết, họ cũng được sanh về nước của Phật A Súc. Pháp sư Giác Đức khi mãn thọ cũng sanh về cõi ấy làm vị đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn của Phật A Súc. Này Ca Diếp, quốc vương trước kia là tiền thân của Như Lai đây, pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo. Vì thế nên nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân không biến hoại. Ca Diếp Bồ Tát lại bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này Ca Diếp, vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn vô lượng. Này Ca Diếp, vì những cớ ấy nên hàng ưu bà tắc vân vân phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo trì pháp như Giác Đức kia. Nếu cứ thọ trì ngũ giới chẳng đặng gọi là người đại thừa. Vì hộ trì chánh pháp mà chẳng thọ ngũ giới mới gọi là người đại thừa. Người hộ trì chánh pháp nên phải cầm binh khí hầu người thuyết pháp. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chưa tỳ kheo làm bạn với hàng ưu bà tắc cầm binh khí như vậy là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới? Phật nói: Ông chớ nói những người ấy là phá giới. Này Ca Diếp, sau khi ta nhập niết bàn, đời trượt ác, cõi nước hoang loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân dân đói khổ. Bây giờ có người vì đói khổ nên phát tâm xuất gia, người như vậy gọi là người trọc. Hạng trọc ấy thấy tỳ kheo thanh tịnh giữ giới oai nghi đầy đủ hộ trì chánh pháp, bèn xua đuổi hoặc giết hại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu như vậy thời tỳ kheo trì giới hộ trì chánh pháp làm thế nào đi vào tụ lạc thành ấp để giáo hóa? Phật nói: Vì vậy nên Như Lai cho phép tỳ kheo trì giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm khí giới. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương, đại thần, trưởng giả, ưu bà tắc, vân vân vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới. Dù cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người. Nếu được như vậy thời được gọi là người trì giới mực nhất. Này Ca Diếp, người đủ chánh kiến có thể giảng rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lọc của hàng dương giả, bình dầu, gạo thấp, các thứ dưa trái. Chẳng vì lợi dưỡng mà thân cận vua, quan, trưởng giả. Đối với các đàn việt, tâm không đua dậy, đầy đủ oai nghi, phục trừ hạng ác phá giới. Đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp. Người này có thể làm chân thiện tri thức cho chúng sanh. Tâm người này rộng lớn như biển cả. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Này Ca Diếp, tăng chúng có ba hạng: một là phạm giới tạp tăng, hai là ngu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng thời dễ phá hoại, hạng tăng thanh tịnh trì giới thời lợi danh không làm hư hoại được. Thế nào là phá giới tạp tăng? Nếu thầy tỳ kheo
dầu là giữ gìn giới cấm, mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, sự nghiệp chung. Đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạp tăng. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi A Lam Nhã, tâm trí tối khờ đần độn, thiểu dục đi khất thực, đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ, bảo các đệ tử thanh tịnh sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới, không có thể bảo thanh tịnh sám hối, mà bèn chung thuyết giới tự tứ. Đây gọi là hạng ngu si tăng. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lợi ích chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chứng biết, còn phải là luật thời bèn chứng biết. Thế nào là điều phục lợi ích chúng sanh? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá phụ dân nữ mà cùng ở chung nhiều năm, đây gọi là điều phục lợi ích chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn, thời không nên làm như vậy. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm. Như bốn giới trọng người xuất gia không nên làm mà bèn cố ý làm, là không phải thầy sa môn, không phải hàng thích tử, đây gọi là trọng. Thế nào là giới kinh? Nếu phạm tội nhẹ, ba lần ca giáng, nếu hay bỏ được, đây gọi là kinh. Chẳng phải luật không chứng biết, là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dùng, thời không ở chung với người ấy. Phải là luật thời chứng biết, là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật, thời lòng vui mừng. Khéo hay giải thuyết thế nào là chỗ làm của Phật Pháp, đây gọi là luật sư. Khéo hiểu nhân từ, khéo nhìn khéo kinh cũng lại như vậy. Này ca diếp, Phật Pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bằng, Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bằng. Ca diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật Pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bằng, Như Lai cũng vậy, chẳng thể nghĩ bằng. Vì thế nên biết, Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Phật khen Ca Diếp Bồ Tát: Lành thay, lành thay, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại. Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân chánh, biết chân chánh như vậy. Nếu có thể thấy biết rành rẽ như vậy, thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng.